hay sao ấy nha, mở lâu quá hay sao mà nóng quá đi. Vậy thì cái điều em phân vân là hình như cái máy tính này chắc là tại mở lâu quá nè, cho nên nó mới nóng như vậy. Thì các bạn hiểu không, cái vế sau là một cái sự thật, một cái sự thật, và thường là cái sự thật này các bạn đang cảm nhận được hoặc là nó đã diễn ra rồi, được chưa nào, nó đã diễn ra rồi các bạn cảm nhận được. Và bây giờ các bạn băn khoăn về cái điều này nè, cái điều này nè là nó có một cái lý do nào đấy, được chưa nào, hoặc là nó bị cái gì hay như thế nào mà nó như vậy, thì mình thể hiện cái sự băn khoăn của mình là cho cái vế sau, à, cái sự thật hiện tượng ở vế sau, các bạn hiểu vậy ha. Thì cái dạng này nè thì nó mới không có đi với ảnh tà với mô đi tà nha, là nó sẽ hình thành nguyên một cái vế mới luôn, nó hình thành nguyên một cái vế câu luôn. Thì các bạn sẽ hiểu cái vế đó, đó là một cái sự thật các bạn đang cảm nhận hoặc là cái điều đó nó đã diễn ra rồi, và bây giờ mình có một cái điều băn khoăn về nó, thì mình sẽ thành lập ra vế trước là đi với hình chi. Thế này ta ghi nè, cái laptop mở lâu rồi hay sao nha, mở lâu rồi thì sao mà nóng quá đi, ôm chân thư cấp tà, thư cấp tà là nóng, cái mức độ nóng của thư cấp tà còn hơn thập tà nữa đó. Ở lên cứ xèo, cái người này nghe gì, ở lên cứ xèo, tắt lẹ lên, tắt liền đi, ở lên tắt liền đi, notebook tô music nha, music nghỉ ngơi piro à chị, cái máy tính nó cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Thì đây là nó chia cho mình cái cụm số 1 rồi. Và chỗ này nó chia quá khứ. Nhà quá khứ là phải để một thời gian lâu rồi thì bây giờ nó mới nóng tới như vậy, mới nóng tới mức độ này. Phải bắt buộc phải chia quá khứ. Câu số 2. Minsu sinin achito yolaki anteo. Ôi, Minsu chưa liên lạc gì hết trơn được luôn hả? Chưa liên lạc gì được với Minsu luôn hả? Thì chỗ này nê. Rồi bây giờ mình có ba cụm. Cái Oretoma là bỏ rồi nào, còn ba cụm này điện nào mọi người? Petorikata. Petorikata. Tại vì là bây giờ gọi điện nó không được thì có thể là sao, mình băn khoăn có thể là nó ra đây điện thoại nó hết pin, à cho nên chỗ này là mình sẽ chia cái Petorika of Ninji Ita Octa, thì thường là mình sẽ chia cộng mặc định với Ninji. Chỗ này các bạn chia quá khứ cũng được nha, còn không thì chia hiện tại. Tại vì nguyên câu này thì nó đều đang ở thì hiện tại hết, cho nên mình không nhất thiết phải chia quá khứ đâu. Petalika om ninji. Điện thoại nó hết pin hay sao á. Trên hoa kia các khế xúc kho choi. Điện thoại nó cứ tắt hoài, có nghĩa là nó bên đầu dây kia nó tắt ấy, nó không có nghe. Không có nhận tín hiệu ấy. Điện thoại nó hết pin hay sao, điện thoại nó vẫn chưa có mở, à, điện thoại nó vẫn cứ tắt thôi. Mình có thể dịch theo kiểu là hay sao ấy, hay sao ấy. Computer ca, rồi bây giờ cái computer nè. Computer thì ở đây là thấy có nguy cơ là bị nhiễm virus nha. Thấy cái chữ computer là có thể G đi tới chữ nhiễm virus nha, tại vì dưới câu trả lời nó cho mình nè. Palace Komsa, Palace Komsa. Nghe bố xèo. Quét virus đi, quét virus đi. Sau này các bạn muốn nói chữ quét virus đó đừng kiếm chữ quét thiệt nha. Đây nè. Palace Komsa. Mình hay nói là quét quét virus đó. Nó này nè. Vậy thì chỗ này sẽ là computer ca. Chỗ này có thể chia quá khứ được này. Tại vì cái máy nó đã phải nhiễm virus rồi thì nó mới xảy ra cái hiện tượng kỳ lạ phía sau, đó là khế xuất y sang han messi tư đều tư tà là nổi lên hiện lên, messi là những cái tin nhắn, những cái hộp thoại, y sang ha tà là kỳ lạ, nghĩa là cái máy tính mình tự nhiên nó hiện lên những cái hộp thoại, những cái thông báo lạ đấy. Ở chỗ này mình sẽ điền là computer ca hoa lơ tham nhân tuệ tuê tà thì chia sao đây mọi người, cái câu bài mình tên luôn chi được không? Thuê ninh chi, chỗ này chỉ quá khứ thuê ninh chi.
Rồi chưa quá khứ mọi người. Hình nhìn gì? Rồi, bây giờ chỉ còn câu cuối cùng thôi. Thì nó sẽ là cái cụm mà thọ rơ tư đánh rơi làm rơi. Chiên xì ổn đơn xa chiên ăn chỉ có. Ủa bên em không chụp hình hả? Nè. O che thùng xe nghi. Trang nan chi tà ca. Gạt dưới cái cụm mà trang nan chi tà. Đùa giỡn. Nghịch. Nè. Đùa giỡn. Nghịch với nhau ấy. Chơi đùa đùa giỡn. Ta ca đang chơi đùa à, đứa em của tôi nó đang chơi đùa, nó đang nghịch phá gì đó, thì nó làm rơi cái camera của tôi hay sao á, cho nên bây giờ là ảnh tôi này rồi, nghe là không chụp hình được nữa rồi, bị hư rồi đây. Ừ. Thì chỗ này là nó có OC rồi, mình chia quá khứ luôn. Ừ, mình chia quá khứ luôn. Ở chỗ này sẽ là Thơ rơ thư riót. Đúng rồi, thọ ra thử rất tình chị. Hôm qua là trong lúc em tôi nó đang chơi đùa thì nó làm rớt hay sao ấy, nó làm rớt hay sao? Nó đang nghịch ấy, nó đang nghịch cái máy ấy, thì nó làm rớt hay sao? Nên là giờ cái camera không có chụp được. Thì chúng ta sẽ chú ý chốt lại cái điều này nha, cái ninh chi ở cái dạng bài này của chúng ta là nó không không phải ở cái dạng là có cái đuôi ảnh tà mô đưa tà, mọi người nhớ nha, nếu mà cái đuôi mà ảnh tà mô đưa tà thì nó rất là dễ, tại vì cái đuôi nó ngắn ngủn mà, cái đuôi nó ngắn ngủn mà, các bạn dịch là từ đuôi ra, nhưng mà cái dạng của ngữ pháp này á, thì các bạn phải lưu ý một chút. Ừ. Cái đuôi là thường nó sẽ là nguyên một cái vế câu, là một cái sự việc, các bạn nhớ nha, nó là một cái sự việc đã xảy ra rồi hoặc là đang diễn ra, và cái ninh chi của mình nó nằm phía trước, nằm phía trước thể hiện cái băn khoăn của người nói. Rồi đó là cái phần bài tập của trang 139 luôn. 139. Cái này mọi người nên về đọc kỹ lại cái phần ninh chi, và nó có cái bảng chia cái phần ngữ pháp này đi được hết trơn nha, từ loại là đi đủ hết, và thì là chia thường đó là nó chia ở cái dạng quá khứ với hiện tại, thường chia hai dạng đó là nhiều nhất. Ngày mai thì mình không có học mà là ngày thứ tư. Thứ tư là mình học sắp bài tập nha mọi người. Sắp bài tập. Sắp bài tập là có thể đi rồi đó con. Có thể đi tới 2.